Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube KSNVT. Trước mặt các bạn là một chiếc máy biến áp xung, và các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ở trong các bo mạch của bộ lưu điện hoặc là những cái bộ inverter. Và trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn biết một cái biến áp xung nó sẽ được quấn cái băng keo ở bên ngoài như này, khi mà sản xuất với số lượng nhiều nó như thế nào. Thì chúng ta đã biết rằng là khi sản xuất thủ công, các bạn có thể dùng tay để quấn trực tiếp băng keo ở ngoài cái lõi E như thế này, nhằm tạo ra một cái lực ép giữa hai cái lõi. Sau đó chúng ta sẽ đổ cái keo ở cái mặt tiếp xúc của nó. Tuy nhiên khi sản xuất ở số lượng nhiều thì chúng ta sẽ cần một cái máy thủ công để giúp chúng ta có thể quấn được nhanh hơn, cũng như là cái lực siết nó được chặt hơn. Thì đây chính là cái chiếc máy quấn băng keo cho cái biến áp xung thủ công như thế này. Các bạn sẽ thấy là nó gồm một cái mặt bích khá là nặng, tạo ra một cái chân đế rất là vững chãi, và một ke vuông có thể quay quanh cái trục ở giữa cái mặt bích đấy. Thì giữa cái tâm điểm của cái mặt bích đấy nó sẽ có một cái trụ tĩnh như này, bàn tĩnh như này, để chúng ta có thể đặt cái biến áp lên trên đây. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái khung, cái lõi của biến áp xung này. Ở đây có bố trí những cái cực nam châm hút rất là mạnh, đặt vào phát là cái lõi biến áp xung sẽ được cố định ngay. Đấy, các bạn sẽ nhìn này, đây là cái lõi nhá, ví dụ là cái lõi này, và chúng ta sẽ lồng lại, sau khi quấn chúng ta sẽ lồng lại cái lõi đấy với cả cái lõi của biến áp xung vào cái vỏ nhá. Rồi đặt lên cái bàn tĩnh như này, sau đó đưa băng keo vào, dán lên. Rồi sau khi định vị rồi thì chúng ta sẽ quay cái tay quay để băng keo nó được siết chặt vào cái biến áp xung. Các bạn sẽ thấy là cái lực của băng keo siết rất là chặt và nó khá là phẳng so với cả tiết điện của lõi. Đây là làm mô phỏng cho các bạn xem là như vậy. Thì sau khi cuốn xong và đã siết chặt được hai cái bàn cực chữ E của lõi biến áp xung, thì chúng ta có thể nhỏ keo vào cái tiếp xúc của cái biến áp xung này. Và như thế là một cái biến áp xung nó đã được hoàn thiện với sự hỗ trợ của cái chiếc máy quấn băng keo thủ công như này. Thì với bất cứ một cơ sở sản xuất quấn biến áp nào sẽ đều có những cái công cụ này. Tuy nhiên thì video này sẽ chỉ cho các bạn chưa có cái điều kiện để nhìn thấy những cái máy móc thực tế khi mà sản xuất thủ công nhá. Thì sau video này hy vọng là các bạn có một cái nhìn trực quan hơn, thực tế hơn trong cái quá trình sản xuất một chiếc máy biến áp xung trong thực tế. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử, và hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.